Giữa cái nắng chói chang của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi có mặt tại tiểu đoàn đặc công 409, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Trên bãi tập đầy nắng gió, các chiến đấu viên đang miệt mài với bài võ chiến đấu tay không và võ chiến đấu có trang bị. Kỹ thuật di chuyển và các thế võ tấn công, phòng thủ cơ bản có trang bị côn, đao, gậy, được bộ đội luyện tập thành thục, nhuần nhuyễn. Để làm được điều đó, bên cạnh phải có thể lực, bản lĩnh, các chiến đấu viên phải trải qua những bài huấn luyện gian khổ, thử thách và sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Bản thân tôi thì được sự phân công của cấp trên hướng dẫn huấn luyện kỹ thuật sử dụng côn trong chiến đấu đặc công. Thì tôi đã nghiên cứu tài liệu, giáo án để huấn luyện làm sao cho phù hợp với cái đối tượng chiến đấu viên trong đơn vị. Thì cơ bản chiến đấu viên trong đơn vị đã được huấn luyện qua các kỹ thuật cơ bản. Bây giờ chúng tôi tập trung vào huấn luyện chuyên sâu để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình này. Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được tổ chức trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ. Trong chiến đấu, bộ đội đặc công với khả năng xuất quỷ nhập thần đã lập nên bao chiến công huyền thoại. Những trận đánh nở hoa trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía. Tiếp nối truyền thống oai hùng đó, ngày nay, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 409 đang ra sức luyện tập, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đối với đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn, xác định tốt cái nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Từ đó tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị chặt chẽ các nội dung, nắm chắc các yêu cầu chiến thuật để sẵn sàng thực hiện đáp ứng một cái yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Tham mưu và Quân khu giao. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi, tất cả là nhờ vào sự khổ luyện. Mặc dù nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng bằng ý chí kiên cường và quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 409 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.